Bây giờ nó có một cái phương pháp là chúng ta làm muốn trong một cái bối cảnh nào đó, ngoài cái game là một ngôi nhà ra, thì chúng ta có thể làm cả một cái thành phố trong vòng khoảng cỡ 10 phút. Nó không có nhiều, tức là các bạn nghĩ nó đơn giản, nó phức tạp nhưng thực sự rất rất đơn giản nếu chúng ta áp dụng những cái phương pháp chúng ta làm nguyên cả một cái thành phố luôn các bạn, chứ không phải là một cái ngôi nhà không. Giờ mình có một cái tấm như thế này, mình muốn cho nó làm một cái đế đó là hình chữ nhật hay gì cũng được tùy, sau đó mình đi lại lưới nhé, còn nếu không thì cái lưới này nó sẽ bị giãn hình chữ nhật, để lý do để mình đi divider nó lên nó vuông hết. Đấy, thì bây giờ nó như này, thì bây giờ mình tăng cái độ lưới nó lên thì nó sẽ hình vuông, thì sau này mình đi cái nét nó dễ hơn, nó không bị bể hay là bị phá. Mình lấy khoảng cỡ 80 thì nó 1 triệu cũng được. Thì bây giờ mình sẽ đưa nó về cái vật liệu mà chúng ta dễ nhìn nhất á, thường nó nằm ở phía dưới này các bạn nhé. Phía trên này nó chỉ làm điêu khắc, nó có tính chất là nếu chúng ta làm cái điêu khắc nào đó nó mang cái dạng nó tượng cái gì á, thì cái này nó lấy ánh sáng nó chuẩn. Nhưng nếu chúng ta làm cái gì đó nó mang chất nó lớn hoặc to hoặc là nhiều khóc, thì cái phần hai cái vật liệu ở dưới này, cái basic này nó sẽ tương đối là nó cho chúng ta cái dáng tốt hơn nhé. Bởi vì nó còn cho chúng ta thêm cả cái ánh sáng mà nó mang tính chất là điều chỉnh được nữa. À, tôi có gửi cho các bạn cái ảnh Photoshop đó, là cái ảnh đen trắng đó. Thì bây giờ mình sẽ để mình xem cái kết quả trước, và sau đó mình sẽ tìm cách mình đi làm được cho cái đó cho được nhé. Tức là ở đây mục đích là chúng ta biết kết quả trước rồi làm sau. Đây cái này mà các bạn thấy ở đây nó có một cái nhóm đốm 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 này này. Thì bây giờ mình sẽ bấm giống như bình thường mình làm, các bạn biết là bấm Ctrl để tôi lấy cái mặt nạ nhé, cái rectangle này, rồi bấm vào cái hình này, sau đó tôi chọn cái kéo này. Các bạn thấy nó đốm như này thôi, nhưng mà khi chúng ta kéo lên nó sẽ khác hẳn. Giờ mình sẽ invert, control invert nó lại. Rồi sẽ bấm mu chúng ta kéo nó lên. Vào đây nó sẽ tạo chúng ta một cái thành phố giống như một có một cái ngôi nhà đặc biệt là xả mặt nạ này. Tức là nó có những con đường chúng ta có được cái và ngôi nhà, và từ bây giờ từ đây thì chúng ta cũng làm thêm một vài cái đó chúng ta đưa sang Keyshop chúng ta làm giờ thêm một vài cái đúp ly đúp cái cây lên hả? Chúng ta đưa xuống đây làm cái nền các bạn nhé. Cái nền thì chúng ta có thể là kéo dài, sau đó chúng ta đưa sát với cái nền phía trên này. Còn kinh nghiệm là cái phần này chúng ta cứ ghé sát vào trong cái phần lựa ở trong. Giờ mình sẽ lấy một cái ánh sáng, thì thường ánh sáng của một cái thành phố là nó có tính chất là ban ngày thì nó chỉ là nó giống một cái mặt trời thôi các bạn nhé. Mình cho một cái khối sphere vô và mình lấy cái này làm cái ánh sáng, mà cái ánh sáng kiến trúc thường bao giờ nó đi từ cái phần chiếu từ cái 45 độ xuống các bạn nhé, ở trên cao cỡ khoảng này khi chiếu chiếu theo cái độ này. À, xong xuôi rồi thì mình vào cái phần cái render này bằng mình vào cái phần mở rộng của nó, mình bấm Keyshop này. Thì nếu mình cài rồi á, thì mình chỉ việc bấm vào đây thôi. Còn nếu chúng ta chưa cài thì cái phần render này nó không có mờ, bị mờ đi các bạn nhé. Cái phần Keyshop này nó sẽ không có cái chỗ chúng ta bấm, mà nó chỉ làm cái chữ bị ẩn, bị mờ đi giống như ở dưới này. Nếu chúng ta cài thì cái phần này nó hiện lên chúng ta bấm được. Thì giống như bữa trước thì các bạn, nếu mà các bạn nào về có cài được cái này thì các bạn vào cái này thì thấy nó rất là thích rồi. Một số bạn mà hôm trước nghỉ thì cố gắng về
cái bài đó tôi không có quay video các bạn nhé, các bạn về chịu khó. Cái này đang bị lệch, đang bị lệch như này, thì ở đây tôi phải chọn cái này tôi đưa lại, nếu không sao kia nó sẽ bị đảo hết. Bạn để theo đúng cái tọa độ của cái virus nhá, mặt bằng mà. Sau khi sửa xong thì mình bấm nó lại thôi. Đây mình lấy cái vào cái phần material và mình sẽ vào cái phần cái like nhé, tìm cái là cái đèn nó, cái đèn nào nó mang chất nó chiếu theo cái dạng ánh sáng, thì cái nào mình lấy cũng được hết. Tôi lấy cái này tôi kéo vô, thả vô cái quả cầu này nhé, thì các ánh ánh đèn nó sáng nhất thường là cái nằm phía trên này các bạn, nó sẽ sáng cả một cái vùng. Sau đó mình thấy đây nó chưa đổi mình có thể mình kéo nó qua, thì mình sẽ chỉnh bằng cái cách kéo cái này và nhìn bên kia, mình sẽ reset lại thì nó sẽ qua này, sẽ tạo chúng ta. Còn ánh sáng nó thường là nó là số 1 thì mình vào cái phần bấm vào đây nó nhảy vào cái này, mình sẽ kéo lên cao chẳng hạn. Ví dụ mình cho thêm một cái đèn nữa ở đây chẳng hạn, chỗ này hơi tối thì mình có thể cho vào nhé. Nhưng bây giờ nếu chúng ta kết hợp với cái phần mà cái môi trường đó, thì chúng ta có thể chọn một ngoài trời nó sẽ có một số cái như này. Thì ngoài cái này ra thì các bạn nếu có mạng các bạn bấm vào cái đây, các bạn vào cái phần ở đây nó sẽ nối với cái server trực tiếp trên mạng các bạn nhé. Vào đây chúng ta chọn những cái ánh sáng nào nó có tính chất nó vào cái environment và cái môi trường thử xem, thì các bạn sẽ thấy rất nhiều những cái ánh sáng nội thất này, cái render nội thất và ngoại cảnh nó cũng rất nhiều cái đẹp, thì các bạn có thể tải nó về, các bạn bấm nó rồi sẽ nó sẽ nằm xếp lớp ở phía dưới này. Bạn về cái thử, nếu rảnh thời gian thì bấm một vài cái, ví dụ có những cái nó nằm ở phía bên ngoài nó sẽ, ví dụ trong cái thành phố này thì mình hợp hơn, không mình kích vào này sau đó mình download xuống này, nó sẽ nằm phía dưới này các bạn nhé. 0% mạng biết là đợi chút nhé. Cái này nó không cần mình phải đăng nhập cái gì hết, cái miễn là mình có mạng và nó cho vô lấy được. Chứ mà chúng ta làm ở bên cái Zero làm xấu lắm, làm nhiều lúc mình tùy chọn không được màu sắc rồi cái thứ, nó chỉ hỗ trợ cho mình chút lúc mình làm thôi, ánh sáng độ tối độ sáng để cho mình nó dễ nhìn làm, chứ còn để mỹ thuật thì nó khó. Rồi bây giờ nó sẽ nằm phía dưới này các bạn, bấm vào phần download thì nó sẽ có nhé, còn nếu chúng ta bấm vào cái này khác thì nó sẽ không có. Cái phần mà chúng ta tải về nó sẽ nằm đây, thì bây giờ mình sẽ tắt này. Mình sẽ lôi nó vào đây nhé. Đó, thì bây giờ nếu mà với cái ánh sáng này thì nó đã cho chúng ta một cái bóng đổ, bóng bản thân rồi bóng đổ đây thì nó tương đối là đẹp rồi. Chúng ta xoay lại một chút nữa đưa lên. Bây giờ mình sẽ đưa nó vào trong những cái vật liệu. Giờ cái vật liệu này thì tôi có thể tôi dùng một số cái các bạn, giống như là nó có material này. Để vào lại cái kéo này xuống nhé. Đây. Cái đá thì hợp với cái kiến trúc hơn thì chúng ta có thể, bởi vì những cái ngôi nhà này là một phía này hơi bị vắng. Các bạn muốn
tắt cái này đi để ánh sáng này đi để chúng ta thể tận dụng cái, thì các bạn vào phần scan này, các bạn chọn cái nào nó là cái đèn hiện lên là hình tròn bên dưới này, thì ta tắt nó đi, người ta tìm cái ánh sáng và cái vật liệu đã, rồi cái đèn này ta bật lên ta sẽ ra cố nó sau. Giờ cái này này dạng này thì tôi cho cái phía bên ngoài cái tấm này, cái tấm bên kia nó bóng để tôi lấy được cái khung cảnh thiên nhiên. Thì có một số cái ở đây thì các bạn vào cứ thử. Thì tôi thường tôi hay dùng cái metal này, cái metal là nó có một số những cái độ bóng của nó tương đối tốt để chúng ta có thể tạo ra được một cái khung cảnh phản chiếu hay là cái gì đấy nếu chúng ta làm. Ngoài cái đó ra thì chúng ta còn có một số cái glass, tức là cái ánh sáng gương phản chiếu, thì có một trong kim loại nó có một cái này nó tương đối tốt nên nó tạo ra được cái đâu đây, cái này là cái mà mình hay dùng nhất là để tạo ra được cái khung cảnh nước mà nó có cái độ loang lổ xung quanh. Còn cái này thì mình có thể dùng những cái Lightcurve, tức là cái dạng nước lỏng, cái chất lỏng này. Mình có thể mình đưa vào chọn từng cái một thử xem là nó có đẹp xấu như nào, mình có thể thay, mình cứ kéo mình thay đây. Nếu các bạn đừng có bấm kéo lộn vào trong mấy cái này thì nó sẽ bị, ví dụ nữa, cái nào có độ bóng thì nó sẽ có cái phản chiếu là có cái khung cảnh mà mình đưa vào giống như cái thành phố trên nước trên biển cái gì ví dụ. À, xong xuôi thì mình bắt đầu mình bật cái đèn này lên thử, rồi bắt đầu mình sẽ chỉnh cái đèn này không. Còn cái này chúng ta muốn thì chúng ta bắt đầu chúng ta sử dụng cái này chúng ta quay nhé, cái environment này chúng ta vào lại phần này chúng ta xuống cái bánh răng rotation, tôi quay để tôi kiếm cái thứ nhất là cái view của cái kia, cái này thứ hai là cái này chúng ta thấy nó to quá nó không hợp với cái này thì mình có thể bấm size nó nhỏ lại để cho nó hợp với cái khung cảnh này, hoặc là mình sẽ phóng to ra để lấy một cái view nào đó nó tương đối nó choán hết mà nó thật nhất, còn nếu chúng ta làm nó hở lộ liễu quá nó biết mình dựng mô hình thì cái này nó còn thêm một số cái, những cái các bạn quay đây thì cái view của cái khung cảnh nó sẽ quay theo. Và cái độ cao nếu các bạn muốn cho nó cao lên thì cái view nó cao lên nó nhìn thấy một số phần phía, chúng ta cho thấp xuống để thấy nhỏ hơn, hoặc là cái này chỉ là cái bóng thôi thì chúng ta cho nó nhỏ lại. Đấy, cái này nó xa dần sau đó mình sẽ tìm đến cái bóng đèn, cái bóng đèn đó thì nó nằm xa quá mình cho vào giữa nhé, các bạn muốn cho vào giữa thì mình quay trở lại cái ZBrush kéo nó vào giữa, sau đó mình sẽ chỉnh từ từ kéo xuống này, xong bấm vào cái PBR tức là cái best render đấy. Qua này thì cái bóng đèn nó giờ bóng đèn nếu mà chúng ta thấy nó xa quá thì có thể vào cái phần cái scan ta chọn nó, ta chọn này kích đôi lên thì nó cũng ra, chứ không cần chọn đây nữa thì chúng ta có thể tăng cái ánh sáng lên chút nữa. Nếu mà thấy đây vẫn tối hoặc cái gì chúng ta có thể thêm đèn các bạn nhé, thêm đèn ví dụ chúng ta là insert một cái khối khối cầu cho nó dễ nhìn, chúng ta bấm vào chúng ta kéo vào đây khóa kéo cái khoảng là đưa nó vào đúng cái chỗ mà chúng ta muốn đưa, đưa xuống cái dưới này cho nó sáng cái phần dưới này lên này. Ví dụ và chúng ta sẽ render lại. Đây ví dụ thấy cái này đây rồi. Thì bây giờ mình sẽ vào cái phần cái line các bạn nhé. Kéo lên tìm cái đèn nào nó hợp hợp, ví dụ đèn là sáng lên sáng xuống hoặc cái này yếu hơn. Hoặc là cái này hai phần chẳng hạn thì ta chiếu làm hai mảnh hai bên. Ở đây nếu có hai chiếu này thì ở đây nó cho chúng ta thêm vị trí thì các bạn có thể bấm vào phía cái trục này này thì nó sẽ xoay cái trục nó khác nhau các bạn nhé. Ta chọn xoay này. Đó, thì cái đèn nó sẽ xoay theo cái dạng này, bấm vào đây thì nó xoay theo kiểu này. Đó, thì các bạn có thấy ánh sáng nó sẽ chiếu ở đây thì chúng ta sẽ
tùy cái cách mà chúng ta sẽ làm, cách mà chúng ta xoay và chúng ta giảm độ nhé. Nếu tối quá chúng ta tăng lên, chúng ta thử render một vài cái để chúng ta coi. Chúng ta để cái preset nó tương đối nhỏ thôi các bạn nhé. Chứ còn lớn quá cái máy nó đứng. Cái cấu hình mình chưa chuẩn bị kỹ. Cái này nó cũng dạng giống cái phần mềm ZBrush, nó đòi cấu hình nó tương đối nó hơi khó chút. À, các bạn có thể là chia đèn ra từng khu vực một để các bạn có thể làm cho nó sáng từng vùng vùng, tức là ánh sáng ban đêm. Ở đây nó thiếu ánh sáng phía đây, đây các bạn lại thêm bằng cái cách đó. Xong xuôi mình nhìn cái này mình có thể mình tắt đi, mình chỉnh lại cái bóng đèn, có thể là nâng cao nó lên xong rồi xoay nó lại cái hướng thế này, nâng cao lên nhé. Rồi tăng cái độ sáng lên, ví dụ sáng nó yếu quá, đây là mình giảm xuống còn 0,08, tức là 1. Cái này nó giống như cái trò chơi, chứ nó không có gì khó cả. Bây giờ nó thuộc cái dạng đam mê, mình thích thì mình sẽ ngồi mình mà mân mó nó cả đêm. Với cái góc nhìn nào các bạn có được cái năng khiếu một chút thì các bạn có thể làm ở đây, tìm những cái góc đẹp, những gì ánh sáng đẹp nó mang theo con mắt thẩm mỹ của mình. Cái này thì không ai dạy ai được. Trẻ con thì thường các bạn thấy ngay từ lúc đẻ ra mới biết mở mắt đòi cái bi màu đỏ hay là kẹo có màu đỏ nhưng màu trắng đen nó không thích, mà là cái năng khiếu nó đã có từ nhỏ rồi. Sau này mình có trôi rèn với tôi luyện nó hay không thì nó còn giữ, còn không cái đó nó phải nuôi nhé. Nó gọi cái tình cảm, cái thẩm mỹ rồi các thứ nó cũng phải có nuôi. Ví dụ như ngày xưa mà cái thời mà phong trào mà học võ Tây Đô rồi karate đấy, mà ai mà bị đấm đau quá mà muốn bỏ thì cứ đi coi kiếm hiệp, cái tự nhiên thấy cái niềm đam mê nó trở lại thì lại quay lại sân đấu. Nhiều lúc bị đấm tròi máu mà muốn bỏ mà cứ đi coi kiếm hiệp về học lại tất. Cho nên cái đó nó cũng có lúc sinh lúc diệt, rồi nuôi nấng thì nó phát triển, không nuôi nó cũng chết. À, như vậy các bạn là biết cái hậu kỳ của nó, cái cách ánh sáng này các bạn nhé. Ngoài ra các bạn có thể là phân chia ra thành cái khu vực, hoặc là chúng ta làm cái group ấy, nhóm lại sau đó tách ra và chúng ta vào đây chúng ta sẽ bỏ lại những cái mỗi một khu vực một cái vật liệu khác nhau. Ví dụ chúng ta muốn cho cái ngôi nhà này thành cái vật liệu khác này thì các bạn có thể vào cái phần ZBrush lại các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ bấm vào cái này, chúng ta sẽ bấm solo lên này, chúng ta coi xem cái nhà nào mà chúng ta cần làm cái vật liệu khác đó. Thì chúng ta sẽ chọn cái tạo nó thành cái nhóm group riêng. Ví dụ như này, ví dụ tôi muốn cái tòa nhà này nó là cái tòa nhà bằng cái kim loại hoặc cái gì nó mang cái chất đặc biệt, thì mình bấm Ctrl Shift này, chọn cái chọn đến phần slide cover đó, thì ở đây nó có cái slide các bạn nhé, cover hay cái gì cũng được, chúng ta chọn cái này, sau đó chúng ta vào cái phần phía top chúng ta chọn cái rectangle nhé. Đó, thì chúng ta sẽ chọn được riêng cái nhà này. Chúng ta chọn riêng cái nhà để tạo ra một cái nhóm, một cái group riêng. Đây chúng ta sẽ xóa cái subdivision. Các bạn mỗi lần mà thấy nó chạy 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 trên này là để ý ngay đến cái divider nhé. Bởi vì có nhiều công cụ mà nó không xóa cái subdivision đi là nó sẽ không cho mình làm. Bởi cái bộ nhớ nó chịu không nổi. Đó, bây giờ mình bấm cái này lên mình thấy cái này nó là cái nhóm khác rồi này. Bây giờ mình sẽ tách nó ra bằng cái cách gì? Tức là mình vào cái phần split này, tách group split nhé, tức là nó sẽ nhóm nào nó tách riêng cái nhóm đó tạo thành những cái khối riêng biệt. Đó, thì bạn sẽ thấy đây chúng ta bấm solo mà thử ra nó sẽ có. Bây giờ cái này tách riêng rồi chúng ta sẽ vào cái phần render lại nhé, mình sẽ chọn cái vật liệu mình đổ ở đây. Ai rảnh thì cứ ngồi chia từng cái một ra, sau đó chúng ta sẽ đổ vật liệu từng cái. Giờ mình thấy cái này nó hơi bị, mình tắt cái đèn đi trước. Đâu, không biết là cái phải cái này không? Mình kéo đại nó nhé, rồi mình chọn cái kim loại
Tháp bằng vàng. Đây. Cái này thì nó hơi bị mình chọn cái nào nó bằng gạch thì ở đây nó có cái các vật liệu kiến trúc này. Kiến trúc thì nó có một số cái về gạch, ngói rồi cái thứ. Có cái là nhà sơn. Này xấu quá. Cho nếu các bạn muốn màu mè thì chúng ta vào cái fan, tức là nó màu nhiều hơn, chúng ta sẽ dễ nhìn. Và cho cái toàn vàng thử, bấm render thử. À, như vậy các bạn biết cái cách nó chia ra, nhập vào chia ra như nào, chúng ta có thể tạo ra được cái khung cảnh nó đẹp nhất. Ở đây là chúng ta đang có cái tình trạng bị đen như này là do bên này chúng ta đang ở cái dạng bật mà tôi sẽ hiện hết. Cái trường hợp mà nếu ở trong cái khung cảnh này chúng ta không tạo, chúng ta bấm cái phối cảnh để nhìn cho nó dễ nhé, tức là nó có cái dạng trước thì nó lớn, sau nó nhỏ lại, nhìn nó dễ chịu hơn. Chúng ta bỏ này chỉ trường hợp chúng ta làm, còn không chúng ta bấm nó chọn cái phối cảnh. Biết có phải cái này đang bị mặt nạ không? Nó đang bị mặt nạ hết nên từ đó chúng ta bị cái... cho tắt đi này. Này đang render chúng ta sẽ rồi giờ nó qua lại kia rồi, các bạn sẽ thấy nó lấy lại ánh sáng nữa. Giờ cái vật liệu này mình sẽ phải đổ lại các bạn nhé. Rồi đổ lại vật liệu đây cho nó lớn lên, các bạn sẽ thấy được nó giống như thế. Vào rồi ánh đèn ánh sáng là các bạn cho, rồi sau đó mình sẽ thêm ô tô cứ tiếp các thứ vào đây, mình tạo ra một cái khung cảnh hoàn toàn lớn chứ không phải là một ngôi nhà nữa, mà chúng ta chỉ làm một vài cái phép thôi thì nó sẽ ra rất nhiều những cái ứng dụng chúng ta làm. Bây giờ chúng ta đi vào cái cách cách làm của cái này các bạn nhé. Nãy giờ mình coi kết quả xong mình làm thì nó sẽ dễ vào hơn. Và chúng ta đi từ đầu nó sẽ bị mò mẫm. Giờ cái cách làm như này nào mà có được cái alpha này cho chúng ta nó mới quan trọng. Còn cái này alpha làm sẵn mình kéo thì nó giống như ăn sẵn rồi cả. Và mình sẽ kéo lại từ đầu nhé. Thì ở đây có một cái nhắc lại các bạn mà ban đầu đầu tiên mà các bạn mới làm tiếp xúc với ZBrush thì chúng ta rất hay gặp phải cái trường hợp, tức là nếu chúng ta bấm vào cái khối mà chúng ta bấm vào đây, sau đó chúng ta không biết chúng ta lại bấm tiếp á, thì cũng không biết các anh chị có gặp không, nhiều người sẽ gặp trường hợp này. Nếu chúng ta không biết bấm vào cái edit này thì nó sẽ cứ vẽ mãi cái background, sau khi chúng ta bấm đây bấm N thì nó sẽ biến mất, nó chỉ để lại cái cuối cùng thôi. Cái cuối cùng nó mới là cái vật 3D, còn những cái kia thì nó sẽ là cái background các bạn nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ ứng dụng nó để làm cái mặt nạ này, cái alpha này. Đây không phải là cái lỗi nhé các bạn nhé, đây nó có một cái bước chú ý cho chúng ta. Ví dụ bây giờ chúng ta có một cái, tôi lấy một cái người như thế này để chúng ta làm ví dụ. Thì lấy lại cái ví dụ này các bạn nhé. Ở đây chúng ta sẽ phải mập nó lại hết cho nó thành một cái khối nằm trên. Đây là cái khối này. Thì bây giờ nếu các bạn ở cái tình trạng mà bữa trước mà tôi nói các bạn chụp mà ba cái ảnh, tức là ba cái ảnh phía bên trái, bên phải và giữa, thì thường là các bạn hay xoay rồi các bạn chụp. Nhưng bây giờ thì nó có cho chúng ta dựa vào cái tính năng vừa rồi,
thì chúng ta đưa này đây, chúng ta quay đây một bề nghiêng này. Sau đó chúng ta bấm Shift S, S, S. Chúng ta bấm Shift S cái thì lập tức là khi chúng ta lôi cái này ra thì cái này nó là trở thành cái background các bạn nhé. Chúng có thể tương tự thì chúng ta sẽ bấm cái Shift S. Đó, bây giờ cái này nó lại trở thành một cái background, tôi kéo nó ra đây. Thì bây giờ tôi lại tiếp tục tôi quay như này. Thì các bạn sẽ có liên tiếp tất cả những cái dáng thế của cái tượng này ở những cái khúc mà chúng ta mong muốn các bạn nhé. Đây là cái mà chúng ta áp dụng vào cái tính năng mà các bạn ban đầu các bạn bị đó. Và chúng ta bấm Shift F. Bấm Shift và F nhé. Shift và cộng cộng này thì nó sẽ ra cho chúng ta cái này. Sau đó tôi sẽ từ cái này tôi lại kéo nó ra nhé. Và tôi đưa nó ra phía sau. Các bạn thấy ở trên mạng là nhiều ảnh về ZBrush nó đều làm theo cái dạng này. Nhưng bây giờ cái cuối cùng nếu chúng ta mà áp dụng lại Ctrl N thì nó sẽ biến hết, nó chỉ còn cái cuối cùng. Cho nên các bạn trước khi chúng ta mà nhập nó ra hoặc xuất nó ra thành cái alpha, chúng ta khoan bấm Ctrl N nhé. Nó sẽ làm cho chúng ta mất sạch, không lấy lại được, không có cái undo tiếp. Thì chúng ta sẽ áp dụng cái này. Và bây giờ nếu cái cuối cùng thì chúng ta có thể cho nó ẩn đi để chúng ta có thể là dùng cái này, chúng ta sẽ vào cái alpha này. Chúng ta bấm cái grab đắp nhé. Thì lập tức nó sẽ chụp lại cái alpha này cho chúng ta này. Và chúng ta có thể sử dụng cái này nó giống như một cái alpha kéo bình thường. Ví dụ tôi dùng cái giống giống như lúc nãy tôi dùng cái blend này vào. Và cậu bấm Ctrl N, cái này mới là đang background thôi. Tôi bấm cái mask để cho nó hiện, tôi sẽ quay là bấm cái double. Bấm F cho nó. Và tôi sẽ divider này, bây giờ tôi sẽ kéo. Bấm Ctrl tôi kéo kính mặt nạ, tôi kéo cái phần này thành thì tôi sẽ cũng tạo ra được một cái phù điêu các bạn nhé, giống cho chúng ta rất nhiều cách dựng hình, cách giữ lại hoặc cách làm. Đấy, như vậy là cái ứng dụng của cái mà chúng ta vừa làm thì nó sẽ có những cái bước như này. Thì bây giờ tôi có gửi cho các bạn một cái file đó, cái file đó thì các bạn sẽ vào cái phần cái GTL của chúng ta lock tool, không biết nó phải không. Đây là cái file mà đúng rồi, xây lại một cái tool vào. Chúng ta sẽ nhập này vào đây. Thì cái này là cái file này. Còn nếu chúng ta thử cái file kia, cái file đầu. Thì cái file đầu á, thì các bạn là bắt đầu từ khởi nguồn thì các bạn thấy ở trên này nó gần 26 cái file các bạn nhé. 26 cái file này tức là cái file mà các bạn làm từ những cái khối rất là cơ bản. Ví dụ tôi lấy khối đầu tiên, khối khối này thì mình xóa thì nó cơ bản quá. Thì cái khối đầu tiên này, cái khối đầu tiên các bạn thấy này, thì nó là cái khối giống như này. Cái này nó rất là đơn giản, chúng ta kéo từ những cái khối mà vuông các bạn làm, sau đó các bạn cộng lại hoặc các bạn chèn, hoàn toàn nó có gì đặc biệt cả, mà nó lại đặc biệt ở cái chỗ là các bạn phải thiết kế ra được những cái mẫu hình, những ngôi nhà các bạn mà cần phải làm hoặc theo cái yêu cầu của chủ thể đăng ký. Đây là cái nhà nó mang tính chất là mô phỏng lại những cái nhà tầm hiện đại, cấu trúc của những cái kiến trúc của những cái thành phố lớn. Đây là những cái chung cư cư xá hoặc là những cái, các bạn có thể làm hình tròn hình đồ giống thế này. Không có gì khác cả. Các bạn làm từng cái một và nó sẽ tuần tự nó xuất tùng đây. Thì giống như lúc nãy thì chúng ta sẽ quay lại cái phần phía dưới này các bạn nhé. Và các bạn sẽ phải làm một cái, tức là chúng ta tạo ra một cái tấm blend này. Bấm cái tạo này. Sau đó chúng ta sẽ bấm cái double xem nằm đâu, nếu không thấy chúng ta bấm phím F rồi nhé. Thì nó sẽ có đây. Thu nhỏ lại. Các bạn sẽ phải xếp cái đó trên cái hình của cái này theo cái dạng con đường mà các bạn, nó giống như cái mặt bằng đó, các bạn mà có thể chia nó thành những
cái ô dân cư cái gì các bạn làm cái để tránh trường hợp chúng ta làm nó bị cái này nó không có tác dụng gì nhé. Sau xong ta xóa này đi, các bạn có thể chia thành những cái hình ví dụ như là cái con đường để tăng hay lên chút, bấm cần chút cho tắt. Ví dụ tôi muốn làm cái con đường nằm đi theo dọc này. Có công viên đồ hoặc là những cái hình tròn đi theo dạng công viên. Ta xóa phần giữa đi thì chúng ta kéo một cái nữa nằm đây thì chúng ta sẽ bấm phím áp cho nó bỏ. Ví dụ thế, ngôi nhà nằm trên vành đai đường cho sắp xếp quy hoạch trước đi. Sau đó mình sẽ bấm Ctrl V đúp này để tạo ra cái nhóm này, sau đó mình sẽ chọn cái nhóm này mình kéo lên này, kéo xuống chút nữa để mình làm dấu. Mình xếp nhà nó không bị. Đó, mình sẽ xếp theo đường này, sau đó mình sẽ xóa cái này đi các bạn nhé. Này hơi bị lớn thì chúng ta thu nhỏ bằng cách nó dễ không có gì cả, miễn là cái đầu các bạn nghĩ ra được cái gì thì chúng ta có thể làm được cái đó. Cái này nó là cái công cụ thôi chứ nó không phải là cái gì đó mang chất nó thần thánh hay cái gì mà mình. Rồi thì bây giờ mình sẽ ứng dụng vào cái này, tức là sau đó mình vào cái phần 25 mình insert cái đó vô nhé. Mình chọn cái nào thì nó sẽ nằm ở cái dưới nếu chúng ta insert cái tấm này nó nằm đây kéo lên trên cùng. Đấy, bây giờ mình sẽ bật cái này lên cùng với cái này thì các bạn sẽ thấy rằng nếu chúng ta phải quay cái tấm đó lại theo cái hướng mặt bằng như này cho nó. Để chọn này và tôi kéo sao cho nó nổi cái những cái nhà đó đi, tấm này kéo xuống cho nó mấy cái sau nó sẽ ăn vừa giờ với cái nhà này. Đấy, xong xuôi cái này nhé, các bạn sẽ kéo nó về cái phần mà mình muốn nhé, chọn đến căn nhà này. Còn cái này bây giờ tôi sẽ để nguyên cố định đó. Ví dụ đây chúng ta thu nhỏ nó lại. Các bạn cứ xếp như thế nhé, thu nhỏ theo cái dạng, tức là các bạn sẽ có được một cái con mắt nhìn. Sau đó chúng ta sẽ bấm Shift S, bấm vậy, như vậy là cái này nó sẽ bị trôi ra nhé. Đó, thì mình cứ bấm Ctrl Z mình sẽ bấm lại đi. Ở cái dạng lúc nãy này. Giờ mình sẽ tắt cái này đi này. Cái này sẽ biến mất, bây giờ mình sẽ bật cái này lên. Và các bạn bấm chọn nó nhé, chọn cái nào các bạn vừa bật lên chứ đừng có chọn cái trên, là mình sẽ đưa nó về đây và mình kéo nó lên trên cái mặt này và các bạn cũng sẽ thu nó lại theo giống như kích thước. Các bạn sắp xếp hoặc xoay hoặc chuyển hoặc gì đó tùy các bạn nhé. Ví dụ thế mình có cái đoạn à, tương tự thế mình sắp xếp chọn những cái khối nào nó, sau đó bấm Shift F này để tắt cái này đi thì cái còn lại background nó vẫn còn đó thì mình chọn cái khác, bật cái này lên đó. Bật này lên rồi sau đó mình sẽ chọn những cái, tức là bấm vào cái phần mu này thì mình sẽ kéo này về cái góc này và mình sẽ kéo nó lên để cho nó nhìn thấy và sau đó mình sẽ đưa về cái dạng mình sẽ đưa nó nhỏ lại nhé. Giờ có cái tấm này nó đang bị mình bấm cái Shift F nhé để biến nó thành cái background. Thế sau đó mình sẽ tắt nó đi, bật sang cái khác thì cái này nó đang ở cái dạng là thế, tương tự thế mình cứ xếp 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 dần như thế thì mình sẽ được rất là nhiều cái nhà nó xếp xếp với nhau như này. Thậm chí các bạn có thể nhân cái này chẳng hạn, từ cái này nó đang ở cái tình trạng, tức là đang ở cái tình trạng mà nó như này thì các bạn có thể bấm cái control mình kéo nó qua để mình nhân nó lên nhé, mình xoay nó lại thì nó đã đổi thế dáng. Nếu chỉ có 25 cái không đủ thì các bạn có thể dùng cái này các bạn nhân nó lên, đưa sang những cái phần mà
sắp xếp. Và sau đó các bạn bấm Shift S thì nó sẽ tất cả cái này nó sẽ biến thành cái Còn trường hợp nếu mà nó đang bị rắc rối cái gì nhiều thì các bạn có thể tắt cái phần phía này lên này, tắt cái này đi này, tắt cái tấm mà có tính chất nó nằm phía dưới nền thì có thể nó sẽ cắt với chúng ta luôn thành cái mảng. À, tương tự như thế là mình có thể mình sẽ đưa những cái kéo lên, bấm cái shift để cho nó vào chính giữa, thu nhỏ, bấm shift. Tương tự như thế mình có thể mình sẽ kéo cái này qua cái chỗ khác, không cần bấm cái control X nữa. À, bây giờ nó đang ở cái dạng tự do thì mình bấm xong. Tương tự thế mình sẽ bấm cái shift F và mình sẽ kéo cái này qua thôi. Còn trường hợp mà muốn làm nhiều cái một lúc thì các bạn mới bấm control, các bạn kéo. Còn thường thì chúng ta chỉ cần bấm shift F xong nó tạo ra cái background xong rồi chúng ta có thể di chuyển cái này. Các bạn có thể lần lượt làm rất nhiều thứ nằm dưới này nhé. Thì sau đó thì mình sẽ bấm cái sau đó mình sẽ bấm vào cái phần tức là ở cái alpha này, bấm vào cái grab doc nhé, nó sẽ tạo cho chúng ta một cái tấm như thế này. Thì ngoài cái tấm này xong xuôi hết tất cả thì mình có thể vào cái phần kia mình kéo lên giống như lúc nãy đó. Ở đây mình sẽ chọn lúc bây giờ cái này, khi mà bấm grab doc thì cái này nó không quan trọng nữa các bạn nhé. Chúng ta có thể là vào cái phần khác, chúng ta chọn cái blend 3D này, sau đó bấm Ctrl N là mọi thứ nó sẽ biến hết, bởi vì nó giống như cái ban đầu đó. Như trường hợp mấy cái bài đầu tôi nói, nếu mà các bạn mà không thấy mặt mũi nó đâu thì cứ bấm phím F nhé. Nó ví dụ nó biến ở cái dạng này mà mình không thấy đường thấy xá đâu hết, mình bấm phím F nó về. Thì sau đó bấm cái mu và chúng ta chọn cái ngôi nhà, nó sẽ chuyển về ngay cái tọa độ cho mình. Và bấm Shift, luôn luôn bấm Shift các bạn nhé. Khi chúng ta quay chúng ta bấm Shift thì nó sẽ nhanh chóng nó nạp vào ngay những cái phần mà cái hướng mà chúng ta cần, là giống như chính diện mặt bên rồi trên xuống đó. Thế còn nếu chúng ta mà quay mà cứ giờ là cả ngày mà để cho nó vào chính giữa mà nó vào chính này mà. Thì chúng ta phải snap nó bằng cái cách là bấm shift thì cái mặt này nó mới vào được ngay chính giữa. Ví dụ quay gần gần sang nghiêng ta snap bấm shift cái nó sẽ vào ngay cái mặt chính diện. Giờ muốn cho nó thẳng thì các bạn đừng có giờ RR mà chỉnh cái này nhé. Cứ bấm shift cái là khi mà nó gần gần đến bấm shift nó sẽ nạp ngay. Đây là cái mẹo mà các bạn nên nhớ cái này, chúng ta làm ngoáy thoải mái này. Mà cứ gần đến đâu cứ bấm shift nó vào ngay tại chỗ, không cần phải đong đo gì hết. Thì có được cái mặt nạ đó rồi thì các bạn cứ bấm control, các bạn kéo nó tìm đến nó vào. Và cái rectangle và phải divider nó lên chừng vài cho nó có cái điểm đó. Và một cái đặc biệt ở đây các bạn nên nhớ là khi chúng ta làm những cái dạng này thì bao giờ không bao giờ có cái hàm x nhé các bạn nhé. Các bạn muốn chỉnh cho nó có những cái hàm x hay gì các bắt buộc các bạn phải chỉnh theo cái dạng tức là thủ công. Thì cái phần hàm x đây nó có một cái phần làm cho các bạn, nếu các bạn sau này nếu các bạn đi chuyên sâu á, thì ví dụ như công cụ ở trên này nó có một vài cái ví dụ giống như cái này. Cái này các bạn thấy là nó là cái đối tượng insert nhưng mà nó lại theo cái dạng tức là nó có cái hàm x vào các bạn. Tức là những cái insert bình thường mà các bạn kéo mặt nạ không bao giờ có cái dạng này đâu. Đây là cái dạng đặc biệt của cái ZBrush, nó cung cấp cho chúng ta một cái dạng mẫu để chúng ta biết rằng à bên cạnh cái không có hàm x nó còn có những cái insert có thể hàm x được. Còn cái alpha thì cái này nó có thêm một cái tính năng nữa, tức là nó có thêm một cái bản đồ về cái độ cao và cái khác nó nằm ở phần phía dưới này. Thì khi nào đi chân sâu thường thì chúng ta ít hay làm, ví dụ như như cái vector, cái display man này,
ngoài cái normal map và cái texture map nó còn có thêm cái vector về cái độ mà lồi lõm và cao thấp đi kèm với cái hàm ếch nó nằm ở đây. Và cái này thì nó hơi nâng cao một chút, thì các bạn sau này các bạn muốn tìm hiểu các bạn cứ lên mạng, khi là mình thành thạo hết tất cả thứ thì chúng ta ở đây chúng ta tìm hiểu tiếp nhé. Có nghĩa là chúng ta có quyền làm tất cả những gì có hàm ếch, và sau đó chúng ta lưu lại bằng một cái vector về cái normal, thì nó sẽ tạo, khi chúng ta kéo lại thì nó sẽ cho chúng ta một cái hàm ếch giống như này. Còn bình thường tất cả mọi thứ thì không bao giờ nó có hàm ếch hết, mà nó sẽ thẳng tuột từ trên xuống dưới. Còn nếu các bạn muốn làm cho nó có hàm ếch và cửa sổ tụt ra thu vào thì các bạn bắt buộc phải dùng cái Gmodeler các bạn nhé. Chúng ta chia điểm ra, sau đó chúng ta bắt đầu kéo, ví dụ dùng Z này. Và để cái dạng bình thường đây, chúng ta sẽ vào cái này, chúng ta sẽ chia cái điểm, xóa cái này hơi bị điểm nhiều này, chúng ta kéo lên điểm ở đây. Thường là nó có, khi chúng ta để như này chúng ta kéo cái này điểm hơi nhiều, hoặc thì bắt buộc chúng ta phải dùng những cái dạng giống như là Control Shift và chọn những cái slide cover nhé, tức là tạo một cái polyroof mới. Các bạn tạo ra cửa sổ này, delete này, tạo cái nhóm này, sau đó chúng ta sẽ dùng cái control này, chúng ta sẽ bấm vào cái chọn nó này. Này cho mình chọn cái lớn kiểu tạo ra một cái nhóm mới đây. Đây các bạn sẽ thử xem là chọn chọn đây đây mất, thì bây giờ chúng ta sẽ control shift chọn lại cái này, chúng ta sẽ invert cái này lại, một cách là chúng ta bấm control shift nó đảo ngược nó lại, sau đó chúng ta sẽ chọn một cái tắt hết cái này đi hoặc để này cũng được, thì sau đó mình sẽ control A này là chọn đi này, sau đó bấm cái control rectangle, control tôi là bấm control, chúng ta tạo cái mặt nạ xóa này đi nhé. Đây mình sẽ bỏ cái alpha này, không mình chỉ chọn một cái mặt này thôi, và sau đó mình sẽ bấm kích cho nó hiện hết lên này, sau đó bấm invert lại này. Bây giờ mình sẽ dùng cái mô này, các bạn sẽ dịch bằng cái cách là hàm ếch của nó là mình sẽ cho lưu vào trong một chút chẳng hạn, ví dụ thế, thì các bạn chỉ có chỉnh được bằng cái cách này thôi nhé. Thì bây giờ chúng ta mới có được cái độ hàm ếch nó nằm đây, ví dụ thế, hoặc là chúng ta làm cái mặt nạ ở cái khoảng này chẳng hạn. Này đang bị tình trạng tức là một cái cạnh thôi cho nên nó bị, mình sẽ divider lên một vài cái rồi. Ví dụ chọn mặt nạ, sau đó mình dùng cái thu lại thôi. Dùng cái mô chúng ta sẽ tạo ra một cái độ lồi lõm, là đó là tùy thôi. Chôn invert lại. Này cái cạnh nó đang bị thiếu. Thì chúng ta mới tạo hình được bằng cái cách này thôi, chứ chúng ta không thể nào làm theo cái dạng kéo mặt nạ mà nó lên có được cái độ hàm ếch này. Ở đây khác với cái này nhé. Cái này sau này nếu các bạn có dịp mà nâng cao thì mình sẽ nói chuyện với cái này. Không thì chúng ta tự tìm hiểu đấy, chứ giờ nói này nó rất là phức tạp, cái màu nó đã phức tạp rồi, đừng chưa nói đến cái độ mà hàm ếch mà chúng ta lưu lại bằng cái mặt phẳng 2D, sau đó chúng ta đưa qua cái phần mềm thứ ba để chúng ta giữ lại cái hàm ếch này thì rất là khó, nó đòi hỏi rất nhiều những cái kèm theo. Cái normal nếu bạn nào học 3D Max mà thì các bạn đã biết cái này rồi, nếu mà chúng ta thành thạo bên cái Maya thì mấy cái này nó là cái phần các bạn cũng rất là quen, tức là khi chúng ta lưu là bao giờ cũng có phần normal, tất cả những phần mà các bạn làm theo cái dạng texture, tức là những phần mềm họ làm riêng biệt với cái texture, tức là làm cái độ lồi lõm màu sắc đều có phần nó mồm hết. À, như vậy cái nguyên tắc làm một cái gì đó nó mang tính chất to lớn từ một cái nhỏ nhất vĩ mô biến thành vĩ mô thì nó trong dưới đất nó đều làm hết các bạn nhé, và sau đó nó làm rất hiệu quả bằng những cái cách như này. Đây nó gọi cái mẹo thôi chứ nó không phải cái công cụ để chúng ta làm, là do cái cách chúng ta ứng dụng của chúng ta tư duy, chúng ta làm những cái này tạo ra những cái phần.
Đấy, chúng ta có thể cắt cái phần dưới này đi bằng cái cách tức là vào cái phần Snipe cover chúng ta triệt tiêu phần dưới đi vào. Và sau đó chúng ta sẽ thêm một cái đế, một cái phần gì đó có tính chất là cái nền của cái này. Còn cái dưới là để cho chúng ta làm một cái cữ thôi. Nếu các bạn quen cái tay rồi thì chúng ta làm rất là dễ, thêm cái gì nó theo dạng quán tính thôi chứ nó không có khó khăn gì. Chọn. Sau này làm bài các bạn có thêm thắt những cái gì đó là tùy các bạn. Thì sau đó chúng ta đưa sang cái phần kia chúng ta render. Còn cái thành phố tôi làm nhà cửa cũng nhiều quá. Đây, cái bài ngày hôm nay mình tạm dừng ở đây nhé. Các bạn thử tập cái này rồi làm cho nó nhuần nhuyễn thử xem. Rồi những cái mà chúng ta làm khoảng vài chục cái nhà hoặc nhà nhà tầng chúng ta có đường chúng ta có thể trên người làm xe đạp, xe máy, ba cái gì đó xong đưa ánh sáng và chúng ta đưa cái môi trường vào cũng rất là đẹp. Cái bài này mình dừng đây, đến cái bài ngày mai là cái bài về cái màu sắc, tôi sẽ rắc lại hết tất cả những gì mà các bạn cần cần biết về cái màu đi màu, bởi cái phần là cái phần cuối cùng, kết xuất cuối cùng để chúng ta đưa sang các phần mềm khác chúng ta sử dụng, nó cần cái đó. Nhưng mà chúng ta mà sang các phần mềm khác chúng ta đi lại màu nó cực khó các bạn nhé, các bạn phải tìm hiểu thêm cả một cái công đoạn phía sau sản xuất ra màu sắc và cách giữ lại nó như nào để chúng ta có được cái kết quả tốt nhất, rất là khó. Bên kia nó còn khó hơn cái này nữa.